Có khi chỉ vì một nguyên liệu chế biến món ăn mà trở thành khách quen của quán. Như chỗ này là gà ta Tường Vi, có món gỏi trộn với lại rau càng cua giòn ngọt mà mình thấy rất là ít chỗ bán ở Sài Gòn, nên mỗi lần thèm thèm là hai vợ chồng hay ghé qua đây. Quán này thì cũng khá uy tín và được nhiều thực khách biết đến, có tận 13 chi nhánh. Video là mình đi chi nhánh mới nhất ở số 75 đường Trường Sơn, quận 10. Các nguyên liệu như là trứng non, lòng gà, thịt gà hay là các loại rau để trộn gỏi được bày biện gọn gàng đầy ắp bên trong tủ kính. Mình vô cùng thích mắt, cũng kích thích thêm vị giác của thực khách nữa. Đồ ăn thì mình gọi đến đâu thì sẽ chế biến đến đó. Các bạn nhân viên ở đây thì được huấn luyện chặt gà vô cùng chuyên nghiệp. Nửa con hay một con gì cũng chặt rất là nhanh, chỉ cần vài đường là thành những miếng gà đều tăm tắp. Gỏi trộn thì mình nhắc đến là có rau càng cua, bắp chuối, bắp cải, cà rốt, một ít hành tây, nếm đơn giản với một chút muối tiêu và nước mắm chua ngọt. Thêm một xíu rau răm chỉ vậy thôi nhưng mà ăn rất là cuốn. Gỏi combo 2 gồm nửa con gà, một dĩa gỏi, một phần cơm, một phần cháo có giá là 185.000. Có thể yêu cầu gà trộn chung với gỏi luôn cho thấm, hay là gọi dĩa gà lá chanh để riêng như mình đều được. Cơm và cháo nấu với nước luộc gà có màu vàng ươm, cháo còn được nấu thêm với lại đậu xanh ăn bùi bùi. Dĩa lòng trứng non mình gọi thêm có giá là 37.000. Món chính của quán là gà thì dĩ nhiên là phần thịt phải ngon rồi. Mình thấy dai đúng kiểu gà ta, đặc biệt là có phần da vàng ươm giòn sần sật. Nhưng có vẻ do muốn giữ vị ngon của gà nguyên bản cho nên là đồ chấm không có được đầu tư, chỉ có muối tiêu chanh hoặc là muối ớt thôi. Có thêm nước sốt riêng của quán thì mình thấy sẽ đặc biệt hơn. Không ăn combo thì mọi người cũng có thể gọi dĩa cơm riêng có giá từ 39.000, có xá xíu hay là canh rong biển, đủ no và đủ ngon cho một bữa ăn nhanh. Quán có nhiều chi nhánh lắm, mọi người có thể tham khảo.